mùng 7 tháng 7, thứ năm tuần 14 thường niên. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy đi rao giảng rằng nước trời đã gần đến. Hãy chữa những bệnh nhân và hãy làm cho kẻ chết sống lại. Hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: Bình an cho nhà này. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và rũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo thật các con, trong ngày phán xét, đất Sodoma và Gomorrah sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Quà tặng và tặng quà. Đã lãnh nhận nhưng không, hãy cho đi nhưng không. Đức tin là quà tặng quý giá đến vô giá. Không phải có tiền tỷ là mua được đức tin. Cũng chẳng phải có học thức uyên nguyên, tài trí khôn cùng mà chạm tới được đức tin, mà chạm tới được mầu nhiệm Thiên Chúa. Bởi đức tin không phải là sản phẩm của lý trí, nhưng là một quà tặng của Chúa Thánh Thần. Bấy giờ, đức tin dạy ta khiêm tốn và xác tín rằng: Tôi tin vào Thiên Chúa là nhờ bởi ân sủng Chúa. Thì tôi cũng hẳn sẽ cảm nghiệm điều này là: Từ sự hiện hữu và vận mạng đời tôi, là thân xác linh hồn tôi, là những gì tôi nắm trong tay tôi, đều không phải của tôi, tự tôi, nhưng là của Chúa ban cho. Lời Chúa nói: Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Có thể người trẻ hôm nay khó hiểu hai từ nhưng không, bởi nhưng không là từ cổ trong văn chương nhà Đạo, có thể hiểu là không cần điều kiện gì. Nghĩ xem, trong lúc chúng ta khốn khó, nếu có ai đó mà chúng ta chưa hề quen biết bỗng dưng đến nhà và mang tặng một món tiền, một sổ hồng nhà đất, hay chỉ cần là một lẵng hoa, có lẽ chúng ta sẽ bỡ ngỡ và biết ơn họ đến chừng nào. Vậy, trong thân phận con người luôn là bi đát vì ắt tử, Thiên Chúa vô hình đã ban tặng cho chúng ta đức tin vào người trong Chúa Giêsu để được bình an hạnh phúc, và nhất là để được sự sống đời đời, thì chúng ta không chút quý chuộng được sao? Ước gì những ai đã từng mang thai con mình cảm nghiệm được điều quý giá, đây là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không phải bởi chuyện tự nhiên theo nghĩ suy của loài khỉ đột. Lạy Chúa, xin cho các gia đình nhận ra tất cả là quà tặng của Chúa, và họ cũng nối tiếp chương trình tặng quà đức tin, đức cậy, đức mến cho mọi người, để tất cả được hạnh phúc, bình an nhờ biết đón nhận quà tặng, để tặng quà, để cho đi. Amen.
Lạy Chúa, chào tháng 7 năm 2022. Chúng con hoài niệm tháng 7 năm ngoái, tháng 7 của những âu lo, kinh sợ, tháng 7 của tín thác cậy trông. Cách riêng ở Sài Gòn, chúng con tha thiết xin Đức Bà Sài Gòn cầu thay nguyện giúp. Nay Sài Gòn xinh đẹp và nhịp sống sinh động, xin cho chúng con đừng quên lời khấn nguyện. Xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau. Lạy Chúa, ước gì khi nghe lại bài ca Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin cho chúng con sống trong tâm tình tạ ơn Chúa, tạ ơn Mẹ, và nhờ lời Chúa xin cho chúng con sống đẹp lòng Chúa, đẹp lòng nhau. Amen. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình. Tràn lan kinh hãi qua, bao người lầm than đau thương quá. Xin bà dù thương kêu lên Chúa, xóa tan niềm đau lau lệ nhòa. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Bên bờ từ sinh tranh vênh cho mong manh hoa, gia đình trần gian chia đôi ngã, khát khao tình cha mong về nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an. Sài Gòn, xin bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà hòa bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa, xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương ban ơn bình an.
dội cho người vượt qua đêm tăm tối. Vui miền Trường Sinh quê hương môi, sống trong tình yêu cõi đời đời. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an. Xin Bà nguyện thay ơn tin thác cho người lầm than ai tan tan. Một lòng cậy trông Cha thương xót, mãi luôn còn yêu yêu mọi nhà. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an. Lạy Đức Bà Sài Gòn, xin Bà nghe tiếng nỉ non đoàn con Sài Gòn. Giờ đã heo hon, đã mỏi mòn. Lạy Đức Bà Hòa Bình, xin giúp chúng con làm hòa với Chúa. Xin giúp chúng con làm hòa với nhau và thương khương bạn ơn bình an.